Xin chào tất cả mọi người và bà con. Chào mừng mọi người và bà con đã đến với kênh của mình. Thì buổi sáng sớm nay thì thời tiết hiện tại đang rất là mát mẻ. Nhưng mà khả năng là tới ngày mai thì thời tiết sẽ bắt đầu sẽ nắng hơn. Hôm qua thời tiết đã bắt đầu nắng rồi. Đấy. Nhưng mà tạm thời thì đang khá là dễ chịu. Nhưng mà bước sang ngày mai thì thời tiết sẽ nhiệt độ càng cao hơn. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một chút về cái cây bơ 034, bơ quả dài 034. Thì như mọi người biết, cái bơ 034 là một trong những cái dòng bơ quý ở Việt Nam hiện nay. Cái xuất phát tên của nó là do khi mà nó đi tham gia cái hội thi những cái giống bơ ngon ở tổ chức ở Lâm Đồng thì nó được đặt số thứ tư là 034, và người ta mặc định đấy cho tên của dòng súng này thành một cái tên của sản phẩm luôn. Đấy, thì đây bên này là những trái bơ 034 mọi người nhé. Đây mình sẽ chia sẻ. Năm nay thì bơ 034 nhà mình nó không nhiều, chỉ vài quả thôi, nhưng mà đấy, hiện tại mọi người có thể thấy là quả bơ 034 nhé, như thế này đấy, quả bơ 034 này. Bây giờ thì nó đã bắt đầu hình thành và bắt đầu thon dài đấy. Quả bơ 034 là nó sẽ như thế, và quả nó sẽ còn tiếp tục dài nữa. Cái dòng bơ 034 này là một trong những cái dòng bơ hiếm. Đấy. Một trong những dòng bơ hiếm mọi người nhé. Đây thì mình sẽ cái góc này thì mọi người sẽ thấy được cái cây này ở trên kia. Năm nay là năm thứ hai nó bắt đầu ra quả. Thực ra thì cái độ thích nghi của nó thì nó chưa hoàn toàn tốt. Nhưng mà trước mắt thì mình đã thấy là đây thì nó đã đầu được một số quả như này là đã ok rồi, tức là nó dần dần nó đã quen với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở vùng của mình, cho nên là hiện tại thì đã bắt đầu ra quả, và hiện tại mình thấy nó như vậy là cũng đã tương đối tốt rồi. Sắp tới thì mình sẽ trồng thêm một số cái cây này thông qua việc trồng những cái canh ghép đấy. Cái này thì sắp tới thì mình sẽ ghép một số cái bơ này rất là đẹp nhé. Đấy, mọi người thấy rất là ok luôn. Sắp tới thì mình sẽ ghép cải tạo cái bơ này, một trong những cái giống bơ quý hiện nay. Cái này thì mình trồng cũng khá là lâu rồi. Đợt vừa thì nó ra được một số cái quả, nhưng mà gần như số lượng nó đang rất là ít. Sắp tới thì mình sẽ trồng thêm một vài cái cây của cái dòng bơ này. Tại vì cái này thì nó gần như là nó đã thích nghi với điều kiện khí hậu ở cái vùng miền của mình. Cho nên là bắt đầu thì nó sẽ tỷ lệ cho trái nó sẽ nhiều hơn, và mình sắp tới mình sẽ nhân rộng thêm cái dòng bơ này nhé. Đấy, ngoài ra bên này thì mình đang trồng khá là nhiều cái cây vũ sữa hoa kim này. Sau đó là như mọi người có thể thấy là lúc nãy mình vừa chia sẻ cho mọi người ở đây là cái vườn sung Mỹ của nhà mình. Đấy, cái vườn sung Mỹ. Đấy, hiện tại thì đang trong cái giai đoạn phát triển thôi. Năm nay thì nó sẽ chậm hơn so với những cái năm trước. Đấy. Clip của mình hôm nay kết thúc đấy mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái chia sẻ lần sau.